Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sợ lãnh đạo đi tù, cấm đánh chống khai trường là tư duy lệch lạc Chống trường có tội gì đâu Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024 Trong thư của ngành giáo dục của Chủ tịch Võ Văn Thưởng Có đoạn nhắc tới tiếng chống tiệu trường Đây là một trong những từ khóa hốt nhất trong những ngày gần đây Ngày xưa tiếng chống trường là kỷ niệm của tuổi học trò gắn liền với hình ảnh các bác đánh trống. Suốt 9 tháng trong một năm học, bác đánh trống thường cẩn mẫn báo hiệu các tiết học đúng giờ, không sai một phút. Ngày nay đã không còn trường nào sử dụng trống để mà báo giờ học cả. Việc đánh trống chỉ còn là một nghi thức trong ngày khai trường. Trong các lễ khai giảng của những năm gần đây, lại nảy sinh ra một nghi thức bất thành văn. Đó là mời quan chức của đảng đến đánh trống khai trường. Các quan chức được các ông, các bà hiệu trưởng đua nhau mời cho được đến trường dự khai giảng, phát biểu và đánh trống. Thực chất chuyện này chỉ nhằm khoe khoang mối quan hệ của nhà trường với lãnh đạo. Có nhiều hiệu trưởng do thấy các trường khác đều mời lãnh đạo đến mà trường mình không mời thì khó xử nên cũng đành phải mời. Tờ báo phụ nữ của Việt Nam cảnh báo đánh chống khai giảng là một tai họa thế rồi cả chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội và lãnh đạo cấp các ngành cũng bị lôi kéo vào phong trào đánh chống khai giảng năm học mới. dần dần chuyện này trở thành chuyện thường ngày ở huyện. nó phản ánh một thứ tư duy háo danh của giới lãnh đạo mà khổ nhất là đám học trò phải ngồi phơi nắng cả buổi để mà nghe những lời phát biểu vô hồn của lãnh đạo. thử hỏi học trò cấp 1 với trình độ thấp của các cháu hiện nay liệu có hiểu được những lời mà quan khách nói với họ hay không. Nhưng khai giảng năm nay, việc đại biểu đến dự phát biểu khai mạc rồi đánh trống lại trở thành một vấn nạn rất lớn, gây tranh cãi trên mạng xã hội từ Bắc đến Nam. Đây là một vấn đề xã hội quan tâm mà đa số là ý kiến phản đối, bởi nhiều lãnh đạo cấp cao từng đến dự và đánh chống khai giảng, có ít lâu lại dính vào vòng lao lý với những tội danh như tham nhũng, ăn cắp hay nhận hối lộ đến mức tờ báo phụ nữ của thành phố có bài viết với tựa đề Lãnh đạo không đánh trống, không phát biểu chỉ đạo ở lễ khai giảng. Theo đó, các tỉnh miền Trung yêu cầu lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện không tham gia phát biểu hay đánh trống ở lễ khai giảng. Bởi lẽ lý do trên mạng xã hội, thống kê kèm theo hình ảnh cho thấy đã có ít nhất 6 lãnh đạo nổi tiếng cỡ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung Đảng, đó là các ông như Đình Là Thằng, Nguyễn Đức Trung, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Xuân Thăng, Trở Xuân Dũng, vân vân đã từng tham dự và đánh chống khai giảng, nay lại đang phải ngồi tù. Các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục bị khởi tố, họ đã từng đánh chống khai trưởng. Đó cũng là lý do tại sao một vấn đề nhỏ mà chính quyền Việt Nam năm nay lại quan trọng hóa đến như thế. Qua tìm hiểu thì được biết các quan chức lãnh đạo trước đây thì thích, nhưng nay thì họ rất sợ được mời đi đánh chống khai giảng. Bởi vì họ sợ dớp đánh chống khai giảng, trước sau rồi cũng phải đi tù như những ông kia. Với các quan chức, việc đánh chống khai giảng là điểm chẳng lành mà lãnh đạo cần cảnh giác tránh xa để đừng bị nhập kho hay bị quăng vào cái lò của ông Tổng Bí Thư đang đốt. Xưa này chẳng phải chỉ có Việt Nam mà ở các quốc gia khác cũng có việc tương tự như ngày khai trường. Đó là ngày các nhà hảo tâm cũng hay đến và cùng các phụ huynh học sinh ngày khai trường đến dự và tặng các khoản giúp đỡ cho nhà trường. Đây là một nét đẹp nhưng chẳng đâu như ở Việt Nam, lễ khai giảng là sự kiện quan trọng của các học sinh, các thầy cô giáo và ban giám hiệu. Họ mới là đối tượng chính của buổi lễ khai giảng. Quan chức lãnh đạo dù cao cấp đến đâu cũng chỉ là khách mời đến dự thì lẽ ra nghi lễ đánh chống khai trường là việc trang trọng phải dành cho các vị hiệu trưởng của trường đó xã hội đã phân công rồi việc ai thì người đấy cứ làm quan chức dính dáng gì đến hoạt động của nhà trường ai bắt ông các bà đến để mà diễn trò đạo mạo đánh chống làm gì cho mất công mà chẳng may lỡ sau đó vào tù ông tổng bí thư cũng đi học trò đánh chống khai trường rồi ông sẽ ra sao? Đây là một vấn đề của chủ nghĩa hình thức đã ngấm rất sâu vào máu của giới lãnh đạo nói riêng và người Việt Nam nói chung. Một xã hội mà cái gì lãnh đạo cũng phải tham gia, dính máu ăn phần, đã nhận phong bao, phong bì, vậy mà còn khuyên răn, dạy dỗ và chỉ đạo. Đó là thứ văn hóa phô trương hình thức đã trở thành tệ nạn, dối trá, kịch cỡm những năm gần đây. Lãnh đạo thích đánh chống khai trường để lấy cớ nhận phong bì chứ xưa này nó chỉ là việc thuần túy của ngành giáo dục và nhà trường giờ có quan tham thì quen ăn mồm ăn quá đà để rồi hàng loạt đã ngã ngựa do tham nhũng phải vào tù chứ cái chống trưởng nó có tội tình gì đâu các quan đi tù là do làm bậy do tham nhũng làm bậy ăn không chừa một thứ gì của dân khi ra tòa có thấy cáo trạng nào nhắc đến tội đi tù vì đánh trống khai trưởng đầu. Đã biết sợ đi tù thì các quan phải chống và tránh tham nhũng làm vậy. Chứ tránh đánh trống thì cũng chỉ giúp cho dân đỡ ngứa mắt mà thôi. Vấn đề cốt lõi là các quan chức phải biết đủ, đừng đấp bậy bạ, ăn càn của dân. Biết sợ như vậy thì tại sao không soi gương trước khi đánh trống hay liên bục thuyết giảng để biết mình là ai có đủ tư cách hay không? dư luận xã hội đã thấy rằng để lãnh đạo đến đánh trống và nhận phong bì là lúc đó các quan thấy oai, thấy rất thích. Nhưng ít lâu sau, khi các vị lãnh đạo đó bị bắt vào tù thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của thầy cô giáo, học sinh cũng như toàn xã hội. Cho nên, tốt nhất là dẹp bỏ, hãy trả lại vinh dự đó cho các thầy cô hiệu trưởng. Họ đánh trống khai trường là có ý nghĩa nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin sợ lãnh đạo đi tù cấm đánh chống khai trường là tư duy lệch lạc chống trường có tội gì đâu quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo .d kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin lộ bí mật các dữ liệu thông tin của công dân lỗ hỏng ở đâu? Cục an ninh mạng cần phải trả lời Trong những năm gần đây xuất hiện tình trạng các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tiến hành các vụ lừa đảo với đa dạng hình thức tinh vi Thông qua cuộc gọi điện thoại với các số điện thoại cá nhân Với mục đích chiếm đoạt tài sản dưới nhiều hình thức Người dân Việt Nam cũng như quốc gia ở các khu vực Đông Nam Á Trở thành nạn nhân thường xuyên của trò lừa đảo này Thông qua việc giả mạo là nhân viên nhà nước như cảnh sát, thuế vụ vân vân, những kẻ tội phạm đã bịa ra các lý do liên quan đến vi phạm pháp luật như kinh doanh trốn thuế, rửa tiền hay tham gia mua bán ma túy vân vân. Từ đó, kẻ tội phạm đã khéo léo yêu cầu con mồi, tức là các nạn nhân phải làm theo yêu cầu của người nhà nước nếu không muốn bị khởi tố, bắt giam. Mục đích cuối cùng của kẻ tội phạm là chiếm đoạt được mật khẩu thông tin internet bằng của nạn nhân. Sau đó, tiền trong tài khoản của ngân hàng sẽ bị chuyển đi nơi khác ngay lập tức. Và như thế là mất tiền, có người đã mất nhiều tỷ đồng. Bộ Công an liên tục đề xuất sửa thông tin căn cước công dân. Trước đây, các nhóm tội phạm sử dụng địa bàn các quốc gia như Philippines, Cambodia, Myanmar, vân vân để mở các văn phòng lừa đảo là rất phổ biến nhưng gần đây cảnh sát các nước tiến hành truy bắt nên cũng giảm đáng kể nhưng ở khu vực biên giới Myanmar thái lan các tổ chức tội phạm vẫn đang hoành hành rất dữ dội ít ai biết những kẻ tội phạm trước khi thực hiện các hành vi lừa đảo đối với người khác thì họ cũng là nạn nhân của các băng đảng nạn nhân là công dân các nước đông nam á bị rủ dê ra nước ngoài để làm việc cho các văn phòng với điều kiện việc nhẹ lương cao nhưng khi bị xa bẫy thì những gì xảy ra với họ cứ như dưới địa ngục vậy muốn thoát khỏi tổ quỷ gia đình các nạn nhân phải bỏ một số tiền không nhỏ để chuộc lại nếu không chuộc sẽ làm nô lệ suốt đời một điều rất nguy hiểm đó là trong các cuộc gọi điện thoại lừa đảo những kẻ tội phạm nắm được đầy đủ các thông tin các dữ liệu cá nhân của nạn nhân và những người thân trong gia đình chính xác ở mức tuyệt đối kể cả ngày tháng năm sinh số căn cước công dân v v và kể cả các nhà mạng các ngân hàng hãng hàng không cũng không thể biết rõ đến như vậy một câu hỏi đặt ra là tại sao các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của công dân lại có các thông tin bí mật riêng từ đến thế theo chuyên gia bảo mật cho biết ngay cả khi có tình cờ để lộ hình ảnh căn cước công dân hay số tài khoản ngân hàng thì cũng không thể biết tường tận đến như thế được bảo mật thông tin của công dân Điều đó có liên quan gì với Cục An ninh mạng của Bộ Công an, nơi quản lý dữ liệu công dân và đơn vị này phải chịu trách nhiệm như thế nào? Vào năm 2021 đã xảy ra vụ gần 17 GB dữ liệu chứng minh nhân dân và căn cước công dân của gần 10.000 người dân Việt Nam bị giao bán trên mạng. Khi đó, giới chuyên môn đã chỉ ra nhiều lỗ hổng pháp lý cũng như bất cập trong việc bảo mật thông tin cá nhân của các cơ quan lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam pháp luật việt nam đã có những quy định cụ thể về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân tuy nhiên các quy định này nằm giải rác ở rất nhiều văn bản khác nhau như luật an ninh mạng luật an toàn thông tin mạng luật công nghệ thông tin và kể cả bộ luật hình sự và các văn bản dưới luật nữa lâu nay hệ thống dữ liệu của các ngân hàng các công ty bưu chính viễn thông các hãng hàng không được xem là những miếng mồi rất ngon và béo bở hái ra tiền đối với các giới hacker, tức là những kẻ tội phạm mạng. Và điều đó liên quan gì đến việc các chuyên gia công nghệ thông tin nghi vấn tới các tác động của Bộ Công an đang giáo diết thu nhập các dữ liệu thông tin cá nhân của công dân. Như họ đã đề xuất bỏ dấu vân tay trên căn cước công dân, sửa đổi một số thông tin trên căn cước công dân, được bỏ dữ liệu sinh chắc học, vân tay tại mặt sau của thẻ, vân vân. Rồi mới đây, Bộ Công an đã đề xuất sửa đổi một số thông tin thể hiện mặt trên của thẻ chứng minh nhân thân cũng như mặt trước của thẻ và sẽ được đổi thành mã số định danh cá nhân hay quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú đổi thành nơi cư trú vân vân đã tạo ra một ma trận khó hiểu với hàng loạt những câu hỏi nghi vấn cần có câu trả lời. Lực lượng của cục an ninh mạng Bộ Công an Việt Nam trong bối cảnh lực lượng công an nhân dân là con đảng con mình gần đây có các loạt hành vi của kẻ trộm cướp như bắt trộm dê của dân ở Trường Mỹ, bắt cóc tống tiền tới 15 tỷ ở Hà Nội. Và mới nhất là trưởng công an xã huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã có hành vi xin đều một chủ quán bia để lấy tiền đi học, không xin được thì quay ra ham dọa chủ quán là sẽ cho dẹp tiệm, khiến chủ quán bia này bất bình tố cáo những dẫn chứng vừa kể trên khiến dư luận nghi ngờ có hay không việc một số chiến sĩ công an của cục an ninh mạng đã ăn cắp các dữ liệu trong hồ sơ căn cước công dân để bán cho các băng đảng tội phạm lấy tiền. Đó là những nghi ngờ hoàn toàn có cơ sở và là những đòi hỏi hết sức chính đáng của công luận cần phải có câu trả lời từ Bộ Công an Việt Nam và cục an ninh mạng. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin lộ bí mật và các dữ liệu thông tin của công dân lỗ hỏng ở đầu cục an ninh mạng cần trả lời quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo .d.